vũ trụ cho bạn mượn cái cơ thể này để bạn hoàn thành mục tiêu của cuộc đời này. Nên nó phải là công cụ để giúp bạn hoàn thành mục tiêu, chứ nó không phải là cản lực để bạn không làm được cái này, không làm được cái kia. Nên bạn không thể nào bạn nói là vì cơ thể của em nên em không làm được đâu, vì cơ thể của em như này nên em không leo núi được đâu, vì cơ thể của em như này nên em không chạy được đâu, vì cơ thể của em như này nên em không bơi được đâu. Không, thay lại niềm tin đi. Cơ thể là công cụ để giúp tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn. Cơ thể này là công cụ để giúp tôi có thể trải nghiệm những cái điều tuyệt vời trên trái đất này. Mình đang ở trong một cái vòng tròn, và tôi gọi đây là vòng tròn u mê. U mê. Và chúng ta thường làm gì? Chúng ta chơi game với nhau mà chúng ta không biết. Chơi game với nhau. Con dâu chơi game với mẹ chồng, nay bực, mai khó chịu. Mẹ chồng cũng có vui vẻ gì đâu, cũng buồn, cũng bực luôn, cũng khó chịu. Chúng ta chơi game với đồng nghiệp, kèm cựa, ích kỷ, mệt mỏi. Vợ chồng mình cũng chơi game với nhau luôn đấy, các anh chị. Cha mẹ và con cái cũng chơi game với nhau luôn, game của cuộc đời. Nên là rất là mệt mỏi luôn, cực kỳ mệt mỏi. Mình đang ở trong một cái vòng tròn u mê. U mê. Và chúng ta u mê về cái gì? Về mối quan hệ. Chúng ta bị mắc kẹt về mối quan hệ. Mối quan hệ với những cái tư duy sai lệch, với cái trái tim bị tổn thương. Ví dụ như thế này. Chúng ta bị cài đặt là gì? Mẹ chồng nàng dâu khắc máu tanh lòng, làm sao yêu nhau được. Nhầm rồi. Mẹ chồng nàng dâu là yêu nhau nhất luôn, bởi vì họ cùng yêu một người đàn ông mà. Họ cùng rất yêu một người đàn ông, nên đấy là một mối quan hệ thiêng liêng. Đấy là một mối quan hệ tuyệt vời nhất luôn, các anh chị. Nhưng mà mình bị cài đặt sai đây. Rồi mình bị cài đặt là như này. Chán chồng lắm rồi, ly hôn thôi. Thế là cô bạn đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh, bây giờ ly hôn là chuyện bình thường mà. Ủi, nhà chú chị hai đứa, cả hai đứa ly hôn. Ủi, hàng xóm chị cũng có đứa ly hôn. Ủi, con nhà bác chị cũng thế. Làm sao mà là bình thường được? Không phải bình thường đâu. Tại vì mình bị mắc kẹt mối quan hệ nên mình mới như thế. Chúng ta bị mắc kẹt nên mới như vậy đấy ạ. Chứ không hề là bình thường một tí nào hết, các anh chị. Nên mình bị mắc kẹt mối quan hệ, mình bị mắc kẹt cả về sức khỏe nữa nhá, các anh chị nhá. Quan niệm sai lầm về sức khỏe nữa. Về sức khỏe ấy, nên tôi nói rằng các anh chị học tôi ấy, các anh chị học cô Lanh ấy, là đừng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Tại vì khi nghỉ hưu ấy là các bộ phận của mình nó cũng muốn nghỉ hưu luôn. Nên là chúng ta sẽ cống hiến đến cuối cuộc đời. Trước khi vẫn phải cốt cho ai đấy. Chúng ta thay cái niềm tin về sức khỏe của mình đi. Thay cái niềm tin về sức khỏe của mình, các anh chị. Ngày xưa mình nghĩ là tôi mệt lắm, tôi ốm lắm, tôi mỏi mệt lắm, tôi yếu lắm. Nhưng mà bây giờ là tôi khỏe mạnh. Vì sao? Vì cái cơ thể này vũ trụ cho bạn mượn, không phải của bạn. Vũ trụ cho bạn mượn cái cơ thể này để bạn hoàn thành mục tiêu của cuộc đời này. Tất cả những cái này là bởi vì mình đã bị cài đặt. Cài đặt kể cả là vì tiền. Bao nhiêu các anh chị chúng ta bị mắc kẹt về tiền thì chúng ta comment số 1 đi ạ. Bị mắc kẹt về tiền. Có thể mình cũng kiếm được đấy, nhưng mà sau cứ lại mất đấy. Cứ lại mất. Phải đi trả nợ đậy này, phải đầu tư lại, đầu tư sai. Nhưng mà cũng có những người thì lại rất khó khăn kiếm tiền. Tức là kiếm tiền nó rất là khó khăn luôn ấy. Nhiều thế, nhiều mắc kẹt về tiền thế. Các anh chị, mình bị cài đặt. Cài đặt. Cài đặt từ bé là gì? Lão nhà giàu tham lam. Lão nhà giàu keo kiệt. Lão nhà giàu mùn xỉn. Giàu có chẳng qua là cướp của người nghèo. Giàu có, giàu làm gì? Giàu sinh ra lắm tật. Khủng khiếp hơn là mình còn bị như này này. Đây này.
Đây là ý thức vô thức trường năng lượng nhé. Hôm trước cô Lanh đã chia sẻ rồi đấy. Ý thức, đây là vô thức, kho báu bên trong ta. Hơn 90% nguồn lực nằm ở đây, 10% nguồn lực nằm ở đây. À, ý thức của bạn nói rằng bạn muốn có tiền. Đúng rồi, ai chẳng muốn tiền, đúng không? Nhưng bạn đang muốn ở tầng ý thức. Nhưng vô thức của bạn thì sao? Vô thức của bạn, đây, bạn đây, khi bạn là một cô bé hay cậu bé, và rồi bạn nhìn thấy cha bạn, bạn nhìn thấy mẹ của bạn, hai người này họ đang cãi nhau vì tiền. Họ đang cãi nhau vì tiền, họ đang đánh nhau vì tiền, họ đang mâu thuẫn vì tiền, họ đang bực bội vì tiền, họ đang kêu rên vì tiền, họ đang khổ sở vì tiền. Và vì vậy trong tâm thức của bạn, trong cái tâm thức này của bạn, tiền, bạn đưa ra cái kết luận, tiền là cái gì mà khủng khiếp vậy, gây ra cãi vã. Và rồi tiền gắn liền với cảm xúc xấu. Cảm xúc xấu, cảm xúc tiêu cực bên trong bạn. Tiền gắn liền với tức giận. Tiền gắn liền với khổ đau. Tiền gắn liền với nước mắt. Ngày bé xin mãi tiền, bố không cho đi đóng học, mà xấu hổ với cô, xấu hổ với bạn. Thế là tiền gắn liền với cảm xúc xấu đấy. Và vì vậy, vô thức của bạn không thích tiền nữa rồi. Vô thức của bạn sẽ đẩy tiền đi. Nó sẽ đẩy tiền đi, chứ nó không hề thu hút tiền vào. Nó không hề muốn tiền, các anh chị. Đấy là lý do vì sao mà mình mắc kẹt với tiền. Đấy, mình bị kẹt đấy. U mê, bị cài đặt những cái thứ này. Những cái thứ này, và nó đâu phải là mình đâu. Làm cho mình sống không phải là mình nữa. Mình sống không phải là mình nữa, các anh chị ạ. Và vì vậy hầu hết những người này sẽ thất bại. Thất bại. Sẽ thất bại. Sẽ mắc kẹt trong sự lười biếng, mắc kẹt trong sự nhút nhát, mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Chỉ có số ít người, một số ít người tỉnh thức. Và rồi họ cứu được rất nhiều người ra một vùng đất. Vùng đất này là vùng đất tự do tâm trí. Tự do tâm trí. Và tôi cũng là số ít được cứu từ cái vùng này ra cái vùng tự do tâm trí này. Để rồi sống một cuộc đời là chính mình. Sống một cuộc đời thanh thang. Sống một cuộc đời hạnh phúc. Sống một cuộc đời thiên đường ngay tại trần gian. Sống một cuộc đời mà mình đi trên mặt đất mà như là mình đang hôn lên mẹ trái đất vậy. Mỗi một khoảnh khắc là khoảnh khắc ta đang sống. Ta hiện hữu ở đây, ta cống hiến, ta vui vẻ, ta thanh thang, ta nhẹ nhàng, ta tận hưởng, ta cho đi. Mỗi một khoảnh khắc sống là như vậy. Và các anh chị cũng đang bắt đầu hành trình như thế này, đúng không ạ? Bắt đầu hành trình đi ra khỏi cái vòng tròn u mê này để đến với cái vùng đất tự do tâm trí. Nhất là những anh chị nâng tầm, họ đã bắt đầu thanh thang rồi đấy, các anh chị ạ. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.